Tiếp tục về câu chuyện nguy cơ cháy nổ tại các chợ và trung tâm thương mại. Cái tên chợ Nghệ Sơn Tây Hà Nội từng là nỗi ám ảnh của hàng trăm tiểu thương khi toàn bộ gia sản của họ đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong một vụ cháy lớn xảy ra vào năm 2005. Đến nay, gần 10 năm sau hỏa hoạn, chợ Nghệ đã được xây dựng lại khang trang và kiên cố hơn. Nhưng dường như không thể tạo nên sự an tâm cho các tiểu thương khi công tác phòng cháy chữa cháy ở đây vẫn như rượu cũ trong một chiếc bình mới. Thay vì mái tôn và một hệ thống điện đấu nối tạm bợ của gần 10 năm trước, chợ Nghệ nay được xem là khu chợ đầu mối hiện đại nhất phía Tây thủ đô. Công trình mới được đưa vào sử dụng từ năm 2010 với kinh phí lên tới 170 tỷ đồng. Đây không chỉ là nơi mưu sinh của hơn 1.000 hộ tiểu thương mà còn là nơi đặt trụ sở của nhiều doanh nghiệp lớn. Thế nhưng hiện đại không phải luôn đi kèm với sự an tâm. Thì chợ Nghệ Sơn Tây sau một cái hôm mất điện thì báo cáo với chị là cũng bùng cháy ở cái nhà vệ sinh ở ngoài cổng số 1. Cho nên bà con rất là sợ. Bởi vì theo chúng tôi được biết là cái hệ thống phòng cháy, chữa cháy của chợ Nghệ Sơn Tây thì không biết đến giờ phút này có hoạt động được hay không. Những thắc mắc của tiểu thương ở đây không phải là không có cơ sở. Bởi khi lực lượng chức năng thành phố Hà Nội từng thực hiện kiểm tra tại đây đã phát hiện nhiều sai phạm như hệ thống bảng chỉ dẫn thoát nạn không hoạt động vì không có điện. Ngay cả tìm được lối ra khi có cháy thì người dân cũng đành chịu chết vì cửa luôn ở trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập. Và cho dù được đào tạo về nghiệp vụ chữa cháy thì người dân cũng khó có thể lấy được phương tiện tại chỗ một cách kịp thời như lý thuyết. Ngay cả hệ thống chữa cháy không phải lúc nào cũng hoạt động tốt. Trong khi đó, tiểu thương vẫn còn lạ lẫm với bảo hiểm cháy nổ. Một cái sơ suất nhỏ, ví dụ như chập điện hoặc ví dụ như là sử dụng nguồn nhiệt, thế mà xảy ra cháy thì nguy cơ rất lớn. Vì với một cái diện tích hàng nghìn mét và 3 tầng và chung một cái mái, cho nên là khi xảy ra sự cố thì cái cháy lan và cái nhiệt độ lên nhanh và cái khói rất nguy hiểm. Không ai mong muốn kịch bản từng khiến 800 hộ kinh doanh trắng tay của 10 năm trước lại lặp lại. Nhưng chỉ khi rượu mới trong một chiếc bình mới thì các hộ tiểu thương mới có thể thực sự an tâm trong một công trình gần 200 tỷ đồng. Hỏa hoạn tại các khu chợ truyền thống đã là tình trạng xảy ra rất phổ biến, không chỉ riêng ở Hà Nội mà còn tại nhiều địa phương khác trên cả nước. Và với những bất cập mà quý vị và các bạn vừa theo dõi, không quá khó hiểu khi mỗi vụ cháy xảy ra lại có những thiệt hại về người và tài sản. Chính ông Nguyễn Văn Tươi là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, khi đánh giá về kết quả tình hình phòng cháy chữa cháy trong năm 2014 thì đã phải thừa nhận rằng nguyên nhân khiến đa phần người dân còn chưa quan tâm tới công tác phòng cháy chữa cháy là bởi suy nghĩ cháy không tới nhà mình.